Tử Vi tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, năm 2021 Tân Sửu. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Quý Mão là những người sống rất ngay thẳng, thật thà, tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Bởi vậy, trong cuộc sống, họ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi, dù có lâm vào hoàn cảnh khó khăn cũng sẽ có quý nhân, phù trợ, giúp đỡ. Tuổi Mão mệnh Kim là những người giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú. Họ thể hiện tình cảm của mình một cách âm thầm, lặng lẽ. Trong công việc, tuổi Mão luôn cố gắng, phấn đấu và tập trung cao độ vào mục tiêu, kế hoạch của mình. Họ có khả năng xử lý trong những tình huống đòi hỏi sự nhanh nhẹn, chính xác. Chính nhờ sự nhanh nhẹn nên dù ở độ tuổi này, tuổi Quý Mão vẫn có sự nghiệp vững vàng. Dù tìm kiếm cơ hội, gây dựng lại sự nghiệp vẫn là điều có thể. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Quý Mão có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi vận trình của tuổi Quý Mão trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Quý Mão thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh trong năm 2021. Trong năm Tân Sửu, tuổi 1963 Quý Mão gặp Thái Tuế Sửu Thổ, có thiên can sinh thiên tài, địa chi sinh thiên quan, cả hai cấu thành thiên quan hóa tài, nhưng không sinh ra tác dụng đặc biệt. Tuổi này trong năm mới sẽ có vận thiên tài, nhưng khó nắm bắt. Hơn nữa, cần đề phòng bị lừa tiền. Hơn nữa, bạn cũng cần giữ gìn sức khỏe cẩn thận. Tiến vào năm 2021, tuổi 1963 nam mạng, 58 tuổi. Với người khác thì có thể là muộn, nhưng với tuổi này thì lại khác. Họ có thể tìm kiếm cơ hội gây dựng lại sự nghiệp. Tài vận năm nay khá bình thường, thu nhập không tăng. Cũng may người này ít chi tiêu nên không có nhiều ảnh hưởng. Vận tình cảm có thể gặp trục trặc với vợ mà có thể có người bên ngoài. Trong phương diện sức khỏe, khuyên bạn kiêng uống rượu, giữ gìn những thói quen sinh hoạt tốt để tránh bệnh tật phát sinh. Năm mới này sẽ có nhiều thay đổi cho nữ mạng. Bởi vì đã 58 tuổi nên sự nghiệp không có sự phát triển vượt bậc. Quan trọng có thể giữ cho ổn định là tốt rồi. Tài vận năm trước đã cố gắng tích cóp nên năm nay không thay đổi nhiều. Vận tình cảm cùng bạn đời sẽ giảm thiểu mâu thuẫn, con cái cha mẹ cũng hòa thuận hơn. Đối với sức khỏe thì cần cố gắng ngăn ngừa phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn, nhất là khi ra ngoài đường. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Ngoài ra, kim bài thái tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Quý Mão sẽ phải trải qua trong năm 2021 thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Quý Mão qua tất cả các phương diện về mặt sự nghiệp. Tuổi Quý Mão sinh năm 1963, trong năm 2021 nên an phận thủ thường, không nên liều lĩnh trong sự nghiệp, nếu không sẽ dẫn đến tai họa mà chẳng hay. Vận thế của bản mệnh đang ở mức ổn định, có khoản tiết kiệm để về già, không cần lo nghĩ quá nhiều. Nhưng với một số người thì lại mong muốn gây dựng sự nghiệp trở lại. Đây tuy là ý tưởng tốt, nhưng trong quá trình thực hành sẽ gặp phải rắc rối. Tử vi nhắc nhở bản mệnh không nên dễ tin người, nếu không sẽ dễ tổn hại đến tiền nong. Riêng với nữ mạng tuổi Quý Mão lại khác, tử vi cho thấy sự nghiệp của bản mệnh sẽ phát triển một cách vững vàng, không gặp phải biến cố. Mặc dù so với lớp trẻ tuổi hiện tại, người này không có tư duy tân tiến bằng, nên chức vị sẽ có chút thay đổi.
Nhưng bản mệnh cũng có thể xem đó là một điều tốt, giúp bản thân giữ gìn sức khỏe, không phải lao lực quá nhiều. Trong năm nay, bản mệnh cũng có thể xin về hưu, vui cảnh tuổi già cùng con cháu. Để giúp sự nghiệp có thể phát triển hơn thì bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí là Bát Bảo Tâm Kinh. Là một trong những pháp khí của nhà Phật, sức mạnh của pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ bản mệnh trên con đường sự nghiệp, giúp bản mệnh thăng quan tiến chức trong năm nay. Khi mang theo bên mình hàng ngày sẽ giúp hóa giải thị phi, hóa giải xung khắc giữa các con giáp, tăng cường vận khí và cải mệnh cho tuổi 1963. Tạo bước đi mới cho bản mệnh trong những năm cuối của chặng đường sự nghiệp, để lại ấn tượng lớn và sự ngưỡng mộ cho các thế hệ sau. Về mặt tài lộc, tử vi của tuổi Quý Mão Nam Mạng cũng cần thiên hướng về an toàn, không nên theo đuổi những ước vọng cao xa mà dễ bị lừa gạt. Bản mệnh không nên hội họp ăn uống với bạn bè mà nên lấy tiền tiết kiệm là quốc sách. Các nguồn thu chính vẫn đảm bảo ổn định, nguồn thu phụ thì không được tốt. Người này nên an phận ở nhà, bầu bạn với vợ con, chăm lo gắn kết tình cảm với gia đình. Cái này gọi là hòa khí phát tài, giúp cho tài vận cũng sẽ có tiến triển. Cũng giống như Nam Mạng, Nữ Mạng sinh năm 1963 cũng có một số cơ hội khá tốt về tài vận, nhưng rất khó nắm bắt. Bởi vậy, bạn không nên theo đuổi các loại đầu tư, cũng đừng tin vào các hình thức mua bán trên Internet, nếu không rất dễ bị lừa mất tiền. Nếu trong năm 2021, tuổi Quý Mão Nữ Mạng xin về hưu thì chắc chắn mức lương sẽ giảm bớt. Nhưng vẫn thấy thiên tài trong năm Sửu của bạn khá vượng, tốt hơn nên tranh thủ tiết kiệm gửi ngân hàng. Để tăng vượng cho tài vận, bạn nên đặt tượng kim quy ở hướng tài vị sẽ giúp tăng tác dụng cầu may, giảm thiểu tình trạng bị lỗ vốn. Để kích hoạt tài lộc, tăng sự may mắn, tạo nhiều cơ hội phát triển thì tuổi Quý Mão có thể hanh thông và thuận lợi hơn thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó chiêu cát lành và tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang theo bên mình, bạn sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ trong quá trình đầu tư, kinh doanh và con đường phát triển sự nghiệp. Về mặt tình cảm, tuổi Quý Mão sinh năm 1963, năm 2021 có vận tình cảm không tồi, nam nữ đều có cơ hội với người khác phái. Nhưng vì thái tuế không sinh ra sao đào hoa nên chuyện tình cảm cũng khá bình thường, không có tiến triển gì vượt trội. Bù lại, tình cảm trong gia đình giữa ông bà, bố mẹ, con cái khá hòa thuận vui vẻ. Nhưng vì sức khỏe của người này không tốt, đặc biệt trong 6 tháng cuối năm cần chú ý chuẩn bị tâm lý, bản mệnh nên bồi dưỡng tình cảm cùng con cái, cháu chắt của mình, hóa giải mọi hiểu lầm. Nhưng nam tuổi Quý Mão thường có tính cách kín đáo, về mặt tình cảm lại rất phong phú. Trong năm 2021, bản mệnh có thể vì giận dỗi vợ con mà sinh ra tình cảm với người khác. Tốt nhất nên kiềm chế bản thân, nếu không sẽ khiến cho tình cảm gia đình rạn nứt. Trong năm 2021, có thể thấy về mặt tình cảm của bản mệnh đều không có nhiều chuyển biến tích cực, còn xảy ra một số mâu thuẫn nhỏ. Để có thể cải vận tình duyên, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tam hợp quý nhân. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn trong năm. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Mong rằng trong năm 2021, bản mệnh sẽ thoát được kiếp độc thân, sớm tìm được nửa kia của mình. Về mặt sức khỏe, tuổi 1963 trong năm 2021 sẽ ít gặp các tai họa ngầm hoặc bệnh tật nặng do Quý Mão không có tác dụng trực tiếp với năm Sửu. Nhưng để đề phòng ngũ hành Tân Kim gây thương tinh, vì Tân Kim tức là sao Thiên Quan, là một loại hung tinh, còn có tên gọi khác là sao Thất Sát. Vậy nên bản mệnh nên tránh xa các rắc rối liên quan đến pháp luật, không nên động đến bọn thanh niên lêu lổng, nếu không sẽ dễ bị hại đến thân thể. Hơn nữa, tuổi này cũng cần thay đổi một số thói quen có hại cho sức khỏe, ăn nhiều thực phẩm giàu dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Với người hay đi ra ngoài thì cần chú ý an toàn giao thông, không nên làm trái với pháp luật. Năm nay, tuổi Quý Mão sẽ có hung tinh tọa mệnh, xác suất xảy ra bị thương khá cao. Những người thích đi du lịch tận hưởng thì không nên đi đến những nơi nhiều hung hiểm như leo núi. Trong năm 2021, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng quá chủ quan, bởi những vận hạn sẽ ập đến vào những lúc bạn không ngờ tới. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân
Hợi, Mão, Mùi. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Sao chiếu mệnh. Thứ nhất, nam tuổi Quý Mão. Tử vi tuổi Quý Mão nam mạng năm 2021 có sao chiếu mạng là sao Thái Dương thuộc hệ thống Cửu Diệu và đó là một cát tinh chủ về phú quý. Sao Thái Dương là một cát tinh thuộc hành hỏa, là một phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới. Sao Thái Dương chính là mặt trời thuộc hành hỏa, là đệ nhất cát tinh trong hệ thống Cửu Diệu niên hạn. Khi gặp sao này, nhờ vượng khí cát lợi nên cây khô cũng phải đầm chồi nảy lộc. Thứ hai, nữ tuổi Quý Mão. Tử vi tuổi Quý Mão nữ mạng năm 2021 có sao chiếu mạng là sao Thổ Tú. Đây là một hung tinh trong Cửu Diệu tinh, mặc dù mức độ ảnh hưởng của sao Thổ Tú là không lớn, nhưng nó cũng có thể gây ra những vận hạn mà mệnh chủ nên lưu tâm. Đó là bản mệnh sẽ gặp phải tiểu nhân hãm hại, xuất hành, đi xa đều không thuận lợi, đặc biệt là chuyện tình cảm trong gia đình không được suôn sẻ, gặp nhiều trắc trở, xảy ra nhiều cãi vã và tranh chấp không đáng có. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.